Chào các con học sinh lớp 4 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán Các con thân mến Hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra môn toán lớp 4 cuối học kỳ 2 Các con lưu ý đây là đề để các con tham khảo Nếu thấy hay các con bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Nếu bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh dạy con học tiểu học nhé Đề bài chúng ta có hai phần Phần 1 Trắc nghiệm Phần 2. Tự luận Chúng ta làm phần 1 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D là đáp số, kết quả tính Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 Ý A Số 523.455 viết là A 523.4505 B 523455 C 52355 D 5230455 Như vậy từ cách đọc số bây giờ chúng ta tìm cách viết số tương ứng 523 455 523 455 à đó là đáp án B 5, 2, 3, 4, 5, 5 Số này có đến lớp nghìn Đấy, Có lớp nghìn và lớp đơn vị Chúng ta khoanh tròn chữ cái B Câu B Phân số 4 phần 7 Bằng phân số A 8 phần 14 B 12 phần 14 C 8 phần 21 D 20 phần 28 Muốn biết phân số bằng phân số nào trong 4 phân số này Bây giờ chúng ta xét từng phân số Phân số thứ nhất Chúng ta thấy phân số 8 phần 14 8 phần 14 Chúng ta có thể rút gọn phân số này Xem có bằng phân số 4 phần 7 không 8 phần 14 cả hai phân số này chúng ta chia cho 2. 8 chia cho 4. 8 chia cho 2 được 4. 14 chia 2 được 7. À như vậy phân số 8 phần 14 ta rút gọn thành phân số thành phân số 4 phần 7. Còn phân số 12 phần 14 chúng ta cũng chia cho 2 thì được 6 phần 7. Phân số 8 phần 21 tối giản chúng ta không rút gọn được nữa. Còn 20 phần 28 chúng ta có thể à, rút gọn bằng cách ta chia cho 2, 20 chia cho 2 được 10, 28 chia cho 2 được 14, 10 phần 14 ta lại rút gọn ta lại chia cho 2 nữa thì à, được 20 à 10 chia cho 2 thì được à, 5 và 14 chia 2 được 7 như vậy là cũng không bằng phân số 4 phần 7. Như vậy 8/14 bằng phân số 4/7, ta khoanh tròn chữ cái A. Câu B, à câu C. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 67 m2 3 dm2 bằng chấm chấm dm2 là A. 673 B. 6730 C. 6703 D. 67003. Như vậy yêu cầu chúng ta đổi hai đơn vị đo diện tích từ mét vuông đề và đề xi mét vuông thành một đơn vị đo diện tích. Ở đây có hai đơn vị đo diện tích là mét vuông và đề xi mét vuông. Đổi thành đề xi mét vuông ta thấy 3 đề xi mét vuông ta không cần phải đổi. Ta đổi 67 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông rồi cộng với 3 đề xi mét vuông. 67 à, mét vuông chúng ta đổi bằng bao nhiêu đề mét vuông? 1 mét vuông thì bằng 100 đề mét vuông. Ở đây có 67 mét vuông chúng ta nhân với 100 bằng 67 và ta thêm hai chữ số 0. Thì được 6700. 6700 cộng với 3 thì bằng 6703 đề xi mét vuông. 6.703 Đó là kết quả của đáp án C Chúng ta khoanh tròn chữ cái C Câu D Năm 2021 thuộc thế kỷ A 12 B 20 C 19 D 21. Như vậy các thế kỷ ở đây Được ghi bằng Chữ số la mã Bây giờ chúng ta sẽ tìm Năm 2021 thuộc thế kỷ thì bao nhiêu Tức là cái năm mà chúng ta đang sống Một thế kỷ thì bằng 100 năm Một thế kỷ bằng 100 năm Đấy. Ở đây chúng ta có 2021 Tức là năm 2021 Bây giờ chúng ta sẽ lấy 2021 chia cho 100. 2021 chia cho 100 chúng ta được 20. Đấy, và dư 21 tức là 21 năm. Như vậy chúng ta chia ra được thế kỷ thứ 20 và dư 21 năm. Vậy 21 năm bước sang thế kỷ mới. Đó là thế kỷ 21. Vậy chúng ta sẽ lấy 20 cộng với 1 thì bằng à, 21. 21. Vậy là năm 2021 thuộc thế kỷ thứ 21. Đấy. Ta biết là năm nay là năm là cái năm chúng ta đang sống là thế kỷ thứ à, thuộc thế kỷ thứ 21 nhưng mà cách tính là như vậy. Bây giờ chúng ta khoanh đáp án à, 21 đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Câu 2. Chọn đáp án đúng. 2 tấn 25 kg bằng 225 kg. Đấy, bây giờ có 4 đáp án, chúng ta chọn xem đáp án nào đúng thì chúng ta khoanh tròn. 2 tấn 25 kg bằng 225 kg là sai bởi vì 1 tấn thì bằng 1000 kg, bây giờ 2 tấn thì bằng 2000. Cộng với 25 thì bằng 2025. Đấy. Như vậy là đáp án đúng của nó là 2025 mới là đúng thì vậy đáp án A là sai. Đáp án B. 5 km vuông 17 m vuông bằng 5 triệu 0017 m vuông. 1 km vuông thì bằng 1 triệu m vuông ở đây có 5 km vuông thì chúng ta à, đổi bằng 5 triệu đúng không? 5 triệu m vuông. Đấy, chúng ta đổi ra đơn một đơn vị là 5 triệu m vuông cộng với 17 17 mét vuông nữa thì chúng ta được 7 chúng ta được 5 triệu 0 nghìn 017 mét vuông như vậy là chúng ta thấy à, đáp án B là đúng phải không? 5 triệu 0 nghìn 017 mét vuông chúng ta khoanh tròn chữ cái B như vậy còn à, đáp án C là 3 phút 10 giây bằng 360 giây là sai bởi vì 3 phút bằng ta đổi sang dây ta lấy 60 nhân 3 bằng 180, 180 cộng với 10 bằng 190, không? 190 giây mà ở đây là 360 giây là sai. Còn 500 mm bằng 5 m cũng sai. Đấy, bởi vì 1 m bằng 5000 mm. Thế mà ở đây có 500 mm tức là chỉ có bằng gì nhỉ? À 500 mm thì bằng ở đây chính là bằng 5 dm đúng không? Đấy, 5 dm. Như vậy đáp án D cũng là sai. Câu 3. Cho hình thoi ABCD. Biết BD bằng 18 dm, AC bằng 25 dm. Diện tích hình thoi ABCD là ta điền vào ô trống bằng bao nhiêu đề xí mét vuông? Chúng ta quan sát hình thoi ABCD cho biết BD bằng 18 đề xí mét, AC bằng 25 đề xí mét. BD và AC đây là hai đường chéo của hình thoi phải không? Đấy, ở hình thoi trong hình thoi thì hai đường chéo vuông gách à vuông góc với nhau. Đấy. Vậy muốn tính diện tích hình thoi thì ta sẽ lấy tích độ dài hai đường chéo rồi chia cho hai tức là diện tích của hình thoi sc sẽ bằng một độ dài đường chéo là m một độ dài đường chéo là n Đấy, ví dụ như bd bằng m và ac bằng n m nhân n chia cho hai tức là tích của độ dài hai đường chéo rồi chia cho hai tức là sc sẽ bằng 18 nhân 25 trên 2 tức là chia cho 2 Màu 18 và 25 cùng một đơn vị đo là đầy rồi. Như vậy 18 x 25 chia cho 2 thì chúng ta được kết quả bằng 225 đầy mét vuông. 225 đầy mét vuông. Như vậy diện tích của hình thoi ABCD bằng 225 đầy mét vuông. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong 3 câu của phần 1 trắc nghiệm tiếp tục chúng mình chuyển phần 2 là phần tự luận phần 2 tự luận câu 1 đặt tính rồi tính ở câu 1 chúng ta có hai phép tính một phép tính cộng và một phép tính nhân đầu tiên chúng ta làm phép tính cộng 50.728 cộng 39.532 đây là phép cộng hai số có 5 chữ số. Đầu tiên chúng ta đặt tính, ta viết số hạng thứ nhất là 50.728 cộng số hạng thứ hai viết số hạng thứ nhất sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. 39.000 532

Tiếp theo, phép tính thứ hai là phép nhân. 1234 nhân 205. Đầu tiên chúng ta đặt tính, thừa số thứ nhất 1234 nhân thừa số thứ hai là 205. Đầu tiên chúng ta nhân tích riêng thứ nhất 5 x 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2. 5 x 3 bằng 15 nhớ 2 bằng 17 viết 7 nhớ 1. 5 x 2 bằng 10 nhớ 1 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5 nhớ 1 bằng 6 viết 6. Tích riêng thứ hai là 0 nhân với 1234. Như vậy 0 nhân với 1324 thì chúng ta chỉ cần à, nhân cái lượt thứ nhất là 0 nhân với 4 bằng 0. Còn chúng ta nhân tiếp với tích riêng thứ ba. 2 x 4 bằng 8, chúng ta lùi vào một cột luôn. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Bây giờ chúng ta cộng tích chung. 0, hạ 0, 7 cộng 0 bằng 7 viết 7 8 cộng 1 bằng 9 viết 9 6 cộng 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1 nhớ 1 sau 4 thành 5 viết 5 2 hạ 2 1234 nhân 205 bằng 252.970 Tiếp tục chúng mình chuyển câu 2. Tìm x. x nhân 4 phần 9 bằng 16 phần 7. Trong phép nhân này thì x là thừa số thứ nhất chưa biết. Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy x sẽ bằng 16 phần 7 chia cho 4 phần 9. Và đây là phép chia hai phân số 16/7 chia cho 4/9. Ta lấy phân số thứ nhất là 16/7 nhân với phân số thứ hai đảo ngược là 9/4. Bằng 16 nhân 9 trên 7 nhân 4. Ta thấy 16 và 4 tử số và mẫu số chia hết cho 4. 16 chia 4 được 4, 4 chia 4 được 1. Như vậy tử số chúng ta được 4 nhân 9 bằng 36 và 7 nhân 1 bằng 7. Kết quả bằng 36 phần 7. X bằng 36 phần 7. Tiếp tục chúng ta làm phép tính thứ hai X cộng 3 phần 7 bằng 15 phần 28 trong phép cộng hai phân số này thì chúng ta thấy số hạng thứ nhất chưa biết phải không? x chính là số hạng thứ nhất. Muốn tìm số hạng, chúng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. x bằng tổng là 15 phần 28 trừ 3 phần 7. 15 phần 28 trừ 3 phần 7 Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số Đấy, Chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số này Ta thấy 28 chia cho 7 được 4 Như vậy phân số 15 phần 28 ta giữ nguyên trừ 27 28 chia 7 được 4 Ta lấy 4 x 3 bằng 12 4 x 7 bằng 28 15 Trừ 12 bằng 3 giữ nguyên mẫu số là 28 và kết quả bằng 3 phần 28 x bằng 3 phần 28 Tiếp tục chúng mình chuyển câu 3 Điền số thích hợp vào ô trống tính bằng cách thuận tiện nhất Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là điền số thích hợp vào ô trống à, nhưng với là với cách là chúng ta phải tính bằng cách thuận tiện 218 nhân 73 cộng 27 nhân 218 bằng ô trống nhân mở ngoặc 73 cộng ô trống đóng ngoặc bằng ô trống nhân ô trống bằng ô trống quan sát phép tính chúng ta thấy là ở đây chúng ta chia làm hai vế đi một vế bên trái là 218 x 73 Vế bên phải là 27 x 218 Hai vế này chúng ta thấy có thừa số giống nhau Đó là 218 Vậy chúng ta nghĩ ngay đến à Đưa về dạng gì Một số nhân với một tổng Đấy, Đây là một số nhân với một tổng Một số chúng ta đưa 218 ra ngoài 218 ra ngoài Là một số Nhân với một tổng Vế thứ nhất chúng ta còn 73 Vế thứ hai còn 27 Đấy không như vậy vế thứ nhất là 73 Đấy, 218 nhân mở ngoặc 73 cộng với 27 Đấy. Như vậy chúng ta sẽ tính ở trong ngoặc đơn trước 218 Ta hạ xuống 73 cộng với 27 bằng 100 218 x 100 thì ta chỉ việc viết à, thêm hai chữ số 0 vào bên phải số 218 218 và viết 22 chữ số 0 ở bên phải. Ta được kết quả là 21.800. Tiếp tục chúng mình chuyển câu 4. Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 60 m Tính diện tích thửa ruộng đó, đó là câu A. B. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng. Trên thửa ruộng đó cứ 1 mét vuông thu hoạch được 3 kg thóc hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc. Bài toán cho chúng ta biết là một đám ruộng hình chữ nhật thì có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và lại hơn chiều rộng là 60 mét. Như vậy đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Đấy. Chúng ta có thể vẽ sơ đồ như sau. Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, à như vậy là chiều rộng sẽ là một phần chiều rộng sẽ là một phần thì chiều dài sẽ là à 3 phần như thế. Sẽ là 3 phần như thế, đấy. Và chiều dài hơn chiều rộng là 60 m. Đấy, 60 m. Bây giờ chúng ta tính xem là chiều rộng là bao nhiêu mét, đấy và chiều dài cũng là à, bao nhiêu mét. Đấy. Nhìn vào đây chúng ta sẽ tính, đầu tiên chúng ta sẽ tính hiệu số phần bằng nhau. Tức là ta sẽ lấy à 3 trừ đi 1 bằng 2. Đấy, 2 này là hai phần. Hiệu của hai số là hai phần mà hiệu của hai số là 60 vậy ta sẽ tìm được à, một phần. Tức là ta lấy 60 chia cho 2 mà 60 chia 2 chính là một phần mà một phần đó là chiều dây à chiều rộng phải không? Đấy, chiều rộng sẽ là 60 chia cho 2 thì bằng 30. Còn chiều dài Chiều dài thì ta sẽ lấy chiều rộng nhân với 60 à, cộng với 60 phải không? Bởi vì chiều dài hơn chiều rộng 6, 60 m mà. Đấy, chiều rộng là 30 cộng với số hơn là 60 thì bằng à, 90. Đấy, bằng 90 m. Sau đó chúng ta tính à, diện tích sẽ bằng 30 nhân với à, 90 phải không? 30 nhân với 90 thì bằng à, 270 đúng không? Đấy. Bằng 27 và thêm hai chữ số 0 thì sẽ bằng 2700 à, mét vuông Đấy. như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu A sau đó chúng ta sẽ làm tiếp câu B phép tính thứ nhất là chúng ta sẽ tính hiệu số phần bằng nhau hiệu số phần bằng nhau là 3 1 bằng 2 phần Tiếp theo chúng ta sẽ tính chiều rộng của đám của đám ruộng là chiều rộng của đá phượng thì chúng ta sẽ lấy chiều rộng của đám ruộng. Ta lấy 60 chia 2 bằng 30 m. Tiếp tục ta tính chiều dài của đám ruộng là chiều dài của đám ruộng à, chúng ta lấy 30 cộng 60 bằng 90 m. Và chúng ta sẽ tính à, diện tích của đám ruộng Diện tích của đám ruộng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài là 90 nhân chiều rộng là 30 bằng 2700 m2. Đấy như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Bây giờ chúng ta tính xem thửa ruộng cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu bao nhiêu tạ thóc. Biết rằng mỗi 1 mét vuông thì Thu hoạch được 3 kg thóc Như vậy bây giờ đám ruộng là 2.700 m2 Thì chúng ta sẽ lấy 2.700 nhân với 3 Và Chúng ta trả lời là thửa ruộng Thu hoạch được Số tạm thóc là ta lấy 3 x 2700 bằng 81.000 à 8.100 kg vì bài yêu cầu chúng ta à, tính ra bao nhiêu tạ thóc thì bây giờ chúng ta sẽ phải đổi 8.100 kg bằng 81 tạ Đáp số. Đáp số à, câu A, ở đây chúng ta đáp số thứ nhất là về diện tích là 2.700 m2. Còn câu B là 81 tạ. Tiếp tục chúng mình chuyển câu 5. Tổng của hai số là 4.251.425. Nếu thêm vào số thứ nhất 3.535 thì tổng mới là bao nhiêu? Nếu thêm vào số thứ nhất là 3.535 thì tổng mới là bao nhiêu? Đấy giờ chúng ta có một giả sử tổng của hai số là A cộng B, phải không? A cộng B là có tổng là 4 triệu 251.425 Bây giờ thêm vào số thứ nhất Tức là thêm vào số hạng thứ nhất là A phải không? A cộng với 3.535 Rồi cộng với B Thì bằng bao nhiêu? Như vậy là ta sẽ thêm vào tổng thứ nhất là à, vào số hạng thứ nhất 3535 bằng thêm bao nhiêu thì có nghĩa là ta sẽ lấy tổng ta cộng với à, 535 phải không? Tức là ta sẽ lấy bằng 4 triệu 251.425 cộng với 3535 30 à, 5 đấy ta sẽ tổng cộng vào thì sẽ à, được kết quả là 4 triệu 254.960 Câu trả lời của của chúng ta là à, nếu thêm vào số thứ nhất

254.960. Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra môn toán cuối học kỳ 2. Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới. Cô chào các con.